Ôi gặp anh Dũng nữa rồi. Tưới 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 nước xương hả anh? Đó đây là quang cảnh ngay đầu giờ chiều ở vườn mai Phương Bình anh chị, hôm nay ngày 5 tháng 4 ha. Khu vực này là để toàn là mai VIP không. Ở đây hôm nay là em thấy có hai cây mai là hình như là mới làm lại nè. Đó là một cái cây rất là nổi tiếng ha, cây mai Che Banh. Rồi. Mới vừa cắt lại nè, dấu cắt rồi, nó mới tinh ha. Cây này cũng y vậy nè. Đó. Hai cây này là thấy mới làm lại nè. Rồi cây này thì thấy vô cái chậu dữ dội nha. Rồi cái chậu nhìn thấy là mắc tiền rồi đó. Cái chậu cao tới 1m2. Đó. Rồi thêm cái cây lên nữa. Ồ cái này định cây này cũng không thua kém gì cây chú Sáu Bình Dương mà 1 tỷ đó nha. À, thấy ghê không? Bạn vô cái chậu khủng khiếp luôn. Thì trong ngày hôm nay được biết là vườn anh Phương á anh chị đang thay chậu quá trời luôn. Thì qua quay cho anh chị xem quang cảnh thay chậu ở vườn mai Phương Bình nha. Rồi chào hot boy trẻ nhất vườn nè. Đây hôm nay là ở vườn mai Phương Bình đang thay từ cái chậu mà chả bá lửa nè. Cái chậu này chắc khoảng cỡ 1m3 lọt lòng quá. Đó, tầm khoảng chậu 1m4. Chào anh Phương nha. Nay mình giờ qua chậu lớn qua chậu nhỏ ha anh. Nói chung bữa hổm anh làm một cây nhất trụ Quỳnh Thiên rồi đó. 1m3 anh qua rồi. Thì hôm nay nữa là khách yêu cầu tiếp thâu lại cho chậu nhỏ lại cho anh cây nữa. Cây này cũng 1m3 luôn á. Này cũng 1m3 luôn, anh thâu lại rồi cho nó lại 1m lọt lòng là 1m1 á. Là vô chậu này ha anh. Ờ. 1m3 xuống còn 1m. Vậy là chắc hồi Tết là bị khó khăn đem vô nhà ha. Thì cái này người ta làm cho nó sau này đưa vô nhà cho nó vậy. Chứ bự quá vô không lọt. Rồi anh chị xem ơi, ảnh thay vườn mai Phương Bình thay chậu như thế nào nha. Tại vì đầu năm nay mình làm gì á là còn làm được, chứ mà chính giữa là thua. Đó. Mặt chậu bây giờ là đang chống trơn anh chị ha. Rồi. Lót gạch nhưng mà không có chặn cái đáy anh chị ha, không có chặn cái lỗ thì để lót lưới mắt cáo lót lưới mắt cáo trên mấy cái lỗ. Ok, gạch lên xong mình thêm một lớp lưới mắt cáo nữa. Đó, rồi đó bắt đầu mình làm cái lưới mắc cáo. Hôm trước anh làm cái lưới lỗ kia hơi lớn chút nên là làm miếng lưới lan, còn lưới lỗ này vừa luôn là khỏi làm lưới lan. Đó là cứ tưới nước bao nhiêu vậy là nó cứ rút xuống thôi. Ví dụ như có lâu nó cũng không có bị ngập. Hai gáo nữa là mòn chính giữa lên chút. Rồi dướng không nha, cái này là 4 đứa xuống mới nổi nha. Mấy 2 đứa không nổi, cái nãy coi cái đít hả? Nhóm là mới cắt, nhóm là lấy kéo đây, nhóm là tì sơn cái. Tại vì nói chung anh nó chặt quá chứ đúng mà lấy xe ra làm mới nó lẹ đó chứ mà. Phan vô để chịu nổi đâu. Anh bóc nha.
Mấy cây này là mấy cây mai già nha anh chị. Ừ. Dỡ lên. Đó, coi cây nào. Mô mô cũng dỡ đó mình. Từ từ thôi. Nó nặng quá hái ra. Giờ lên luôn rồi. Không? Cái mày cặn mày lo gắt mày còn giỡn nữa hả ông nội? Rồi bỏ xuống đi. Xe này cao mới dễ lên. Để qua đây một đứa nè. Qua đây một đứa cho tao. Nó mới đều được cái bốn đứa, bốn gốc. Hả? Bầu sao? Ít quá hả gì mình? Đây nè, con vui mấy cái bui đã bỏ đi. Mấy cái này bui chút xíu cho nó sạch sạch lên cái lớp cái phân cũ đi. Để hồi cho nó ăn phân mới chứ tưới chứ ba cái đó nữa sau này nó xuống rồi nó làm nghẹt. Đây là bên khai mai nữa. Rồi Út vừa đang đúc ở dưới nữa. Chút nữa. Ở đây có anh ở đây thì cũng có Út. Có Út ấy thì phụ qua phụ lại. Chung năm nay mỗi làm một việc ấy nữa. Xong bắt đầu Út lại chút tỉa. Dạ. Cái chất trồng là lên nửa chậu nha anh chị. Chất trồng ở vườn Mai Phương Bình thì bao gồm 6 loại anh chị ha. Chất trồng cũ, chấu xưa dừa. Được rồi. Được rồi đó, được rồi, vậy là không có cao đâu. Mở đi, lắc lắc cái nhẹ cái là xong rồi. Có phân trùng quế nữa nha anh chị. Tại vì bây giờ mình có làm khâu chậu nhỏ lại thì đầu năm mình làm. Để nửa sau này làm mà tới cuối năm mình không biết đường đâu làm mà cái bông cái giật banh hết. Ủa nãy giờ xem đếm có 5 kiểu nha. Qua hôm bữa thấy đếm nhớ 6 lớp mà ta. Hả? À, phân cũ nè. Rồi chấu nè, xơ dừa nè. Rồi chấu ung nè. Rồi trùng quế nè, mới có 5 mà. Rồi mấy gì nè, phân gom chị. À phân gom nữa là 6. Thì được có mở dục cái đống đó rồi đếm 6 rồi này rồi giật mà bỏ món người ta. Giống như nó là hành thôi. À. Thêm vậy chút. Qua đây chỉnh cái đọt lên mình ơi. Qua đây phụ đẩy cái đọt cho nó ngay lên nè. Qua đứng đây là chỉnh ấy lại chứ để nó dằn cái đất á. Phan đẩy nè, con đẩy qua nhớ con mới lắc. Phan rồi con. Nè, đẩy qua bên hồng á. Ờ đó, đúng rồi chút xíu nữa. Đó nó vậy đó, nhưng mà nó qua xéo xéo qua bên kia coi cái góc qua bên thằng hưởng chút xíu coi. Đúng rồi, đó. Con lấy cho sát vô đây, con đẩy qua bên kia là nó sẽ vừa lên lại. Đúng rồi đó, vậy đó. Ừ. Minh mình quay qua chỉnh coi, Minh đứng xa coi, đứng xa cho nó đều chưa. Ủa còn bé đâu ta? Nó thẳng rồi đó, thẳng đọt rồi đó. Về qua bên này chút nè. Đẩy, mày đẩy đi, mày cứ đẩy đi, mày nó mới chịu, nó mới vô phân được chứ. Chứ để hồi chút xíu. Đúng rồi đó mà. Hai ba đứa là mới nổi chịu nữa. Rồi là mày đẩy nhẹ qua bên hồng xíu nữa hay gì đó. Đúng rồi. Đó. Đó vậy đó. Rồi bây giờ coi cái gốc coi nó nằm ở đâu hả? Đều chưa? Đều qua bốn phía là được rồi, là vô. Vô nhẹ nhẹ đi. Đúng rồi, con vô đi, vô từ lớp á, đừng có vô một lần chỗ nó sẽ dồn lại. Có một anh trên kênh anh hỏi cái chậu của anh là vô chậu được 18 tháng rồi, định thay chậu ra chậu khác mà là sợ cái nó yếu. Cái em mới nói thôi để em đi hỏi nhà vườn thôi, nhưng mà cách mà chắc cú nhất là coi như là anh đập chậu cái là bê nguyên cái qua chậu mới hả? Thì quan trọng gì cây mai anh căn bầu nó bầu nó có quyền vậy không? À, thì chứ bây giờ ví dụ như ảnh xài mà là cái phân nó không ăn được cái bầu, nó không có cứng được như vậy, thì bây giờ anh đập cái chậu cũng vậy.
Anh hiểu không? Nó là quan trọng giờ nó phải ăn như chắc như rễ nó giống như vậy. À, đó chứ bắt đầu. Nó chưa nhiều đập ra nó cũng rớt. Chứ nó ăn được gì đó, không ăn chậu thì làm sao mình thay được. À. Còn nữa những cái hàng này thì giống như cái hàng của anh nó giống như người ta kêu khâu là bự quá, ta lên không nổi. Đó. Mấy chậu này là Tết là vô nhà là... Em nói cho em hiểu, người ta chơi trên hay chơi trên lầu á. Ừ. Thang máy thì cái thằng này á với trụ Huỳnh Thiên của anh đó là nó cũng ngang để vô cho một cặp gì đó. Ừ. Đó bây giờ là bạn bè người ta nói bây giờ cứ khâu chậu nhỏ được thì người ta mới thuê. Giống như mấy cái tàn thì mình có thể mình tấm được quá không, nhưng mà cái chậu là không có tấm được. Cái tàn này nữa sau này đúng rồi, nó là ví dụ như ấy là mình kéo dây lên. À, mình nương lương đó là à. Mình nghiêng. Cái à. Mai mình vô giống như mình vô cái đít trước. À. Bắt đầu xong từ từ mình ốp lại. À. Nó không sao. Cái cầu thang mà nhà không vừa cái chậu mét 3, mét 4 là coi là hết lên. Cái chậu đó nó không ra lọt làm sao mà đúng rồi. Đi cái kia. Ừ. Rồi canh là ém vừa tay xung quanh là được, ở dưới là nó cứng vậy được, ở trên là vừa tay thôi. Để cho nó khót nước. Chứ nếu mà mình làm mà nó cứng thiệt là cứng luôn là như cục đá là nó không ăn được nữa, sẽ cũng ngập. Đó, xung quanh là cứ vừa là sẽ ok. Là anh cũng làm vô, ảnh vô cũng shop ha nha anh chị. Ừ, chứ mình đừng thấy mà vô mà nhiều quá được rồi nén xuống thì giống như là cho chẳng hạn là mấy mốt mà mình tưới đây 1-2 tháng nữa nó sập xuống. Nó vô cái nước nó ok. Mình giờ mà chỗ nào học quá mình tưới mình bỏ vô thêm. Rồi ban đầu ém quá nó sợ bộ rễ nó phát triển chậm. Đúng rồi. Cái nhất thứ hai nữa là nói chung anh cũng làm chậm, anh cũng không có sợ. Còn như mấy cây này là mốt mình chơi đi Tết rồi đó, chứ mấy cây ở dưới bồn mới là mấy cây giống nha anh chị. Đúng rồi. Còn mấy cây này là chăm sóc mình đi Tết. Lên đây nè, anh cũng cắt, anh cũng thay vô. Bên kia cũng y vậy nè. Hồi nãy em thấy như anh mới làm lại cây trái banh với trái tim phải không? Đúng rồi. Tại vì cái trái banh á, nói em á, bữa hổm anh làm vô, trúng cái chậu đó, sơ ý á, mình có mấy cái lỗ dưới mình không có phan. À. Anh mới xách đầu anh phan lại. À. Nó không có khót nước. À. Nói chung mà là vậy mình là làm mình cũng sơ ý. Nó bị lá nhỏ phải không? Nó bị lá nhỏ giật xuống là anh thấy mà anh xách đầu qua liền. À. Tại vì vậy mình làm sơ ý cái chậu á là nó xung quanh á nó có kỳ cục. Nó làm cái chậu như vậy mà nó làm trên cái chỗ mô á mà nước làm sao nó chảy xuống cái kia nó mình ấy cái rãnh. Ừ. Anh mới nói cây mai tao khai mà sao không gài mà nó không có lên. Ừ. Xách đầu anh móc lên bắt đầu anh là cắt anh làm lại liền. À. Hai cây luôn á. Ừ. Còn đây này đó, anh cũng đang là cũng làm em thấy. Chị bầu. Thấy là phải kiểm tra thường xuyên chứ không thôi là từ xa em thấy đó là nguyên cái bầu vậy không làm sao mà nó yếu. Đó. Mình mà không kiểm tra là để nó suy là chết luôn. Đó. Không lẽ là cứ kê hết đàng hoàng là cứ vậy là cứ vô. Đó. Cái này là bên cao bên thấp rồi nè. Thấy không? Phải nghiêng đó bên cao bên thấp. Đây được rồi. Tháo đi rồi nghe lên chút. Đó là mình sẽ vô nó giống như vậy. Đó thì Hồng cứ bây giờ hình như cái chậu nó nghiêng bên bình tĩnh hay gì. Thấy nó nghiêng nha, chim lên chút xíu nha. Đó. Kiếm miếng miệng á tận vô nó xíu làm sao được. Minh, thấy nó nghiêng nhiều quá Minh. Ngay chút xíu gùa đó. Chim lên đây để hỏi một xíu nữa là nó. Thấy không? Để chim lên, trước khi làm nó phải chim lên. Giống như hả mình xuống với Quỳnh Tú cũng vậy. Một là vô chậu là phải chim lên, hai các cây cũng phải chim cho ngay. Rồi là mình làm nó sẽ ngay. Đó. Đó. Bằng rồi đó. Được rồi đó. Tạm tạm rồi đó, tao thấy. Rồi. Thay qua cứ để vậy thôi, chưa tưới tắm vậy ha anh? Có chứ, một hồi mình sẽ tưới chứ. Làm xong tưới rồi. Tưới vậy là chắc trồng xuống ha. Ờ, đẩy lên cho nó ngay đi. Rồi mấy cái này nè. Lấy nhẹ nhẹ hết đi, ba cái này nè, bụng không à. Bụng không mà không lấy móng mình nó xuống chứ nó mệt dưới đâu.
ấy là mấy cây mà mới thay qua thì anh có tưới kích rễ không? Không, từ từ đi đó, lên đi mà tưới xước xả đi. Để xả đi lên, khoảng cho nó lên đi khoảng chữa chừng tầng 10 ngày sau đi rồi mình tưới. Nó xì tuột, nó đi đọt á, nó chạy đọt á ha. Anh làm trễ nó quen rồi nè. Cái thằng này là bữa hổm em thấy nó cũng mới lên nó xì nè. Nè, giống như cây sau lưng nè. Đây coi như là cái tầng, cũng là cái tầng cuối cùng để mình con mai lại á. Ừ. Thì trong tháng trong nay bữa nay là 28 bao nhiêu rồi đây. Gần cuối tháng rồi đó, gần hết tháng 2 rồi. Thì đầu tháng 3 năm nào năm rồi nên cũng đầu tháng 3 mới xong. Thì hôm ngoài kia cũng còn có mấy cây nữa cũng xong, thì anh lúc nào cũng vậy nè, là anh chỉ nè, cây này bữa hổm nè. Nè đi ngang đi cắt đó nè. Em mới vô em quay đó em nói làm gì sao mà để trễ, bữa nay nó xì nè. Nó xì từ từ. Đó như cây này bữa hổm thì nó mới lú giống cây này. Thì bữa nay thì nó y như vậy. Nè thằng này nè, nguyên cái đám này nè. Đó em thấy không? Nè thằng này cũng vậy y chang vậy luôn, thằng này cũng vậy nè. Thằng này làm bữa là em mới quay cái clip đó thì đó anh mới cái này nổi nó lú này thì nó giống như vậy nè. Đó thì 3-4 bữa trước chứ nhiêu. Nè. Lại coi cây này nó mới kỹ nhất nè. Cây này hôm bữa là mà cái clip đó là cái 3 ngày 4 ngày là nó mới cái lú cái đầu. Em nhớ không? Đó cây này em bữa là em mới lại đây làm chỉ nè, lú đầu có cây quắn đi chang gì nè đó. Nay ra lá đẹp. Thì nó nở ra lá đó, rồi cái nhất chỗ Bình Thiên nè. Thì do chỗ nhỏ luôn hả? Thì chỗ nhỏ luôn á nè, thằng này á. Đó anh thấy đó, bữa nay xì lên là mầm rồi đó. Đây này cũng này cũng vậy luôn nè. Đó nó xì đọt hết đó. Cây kia cũng vậy luôn đó. Đó thằng này là quơ cái nước con cái là quay lên nó đẹp đi luôn nè, là đó cây đó chỉ cây này nè. Thì bây giờ anh không có tưới nữa nhưng mà anh phải bắt một người là cứ làm như vậy với anh, sáng làm cử, trưa làm cử, chiều ví dụ nóng quá nữa thì làm cử nữa cũng như vậy qua cho nó mát rồi. Chứ không có tưới nữa đó, đó em thấy dòng này quơ là cái nè thấy nó khác liền hay chưa. Anh là chuyên gia làm trễ mà không có năm nào làm sớm hết trơn á đó. Em thấy nè cây này đúng không nè, đúng không? Cái lá nó chà bá. Rồi mấy cây này ở đâu là em biết không? Qua anh đưa nó ra ngoài giống như ngoài bữa hổm anh đã dọn á. Thì một xíu đi mình liền làm clip đó riêng đó, giờ cứ làm cái clip này đi. Rồi cây này nè, bữa làm anh Hùng luôn đó nè, nó mới nó lú lú nè. Cái gốc là bự đó, thì bữa nay nó ra gì nè. Em thấy chưa? Đúng nó không? Cây bự nè. Cây bự đó bữa đây nè, anh Hùng nó trời ơi mây vàng gốc bự này nó. Thì mình có gì đó, thì mình làm theo kỹ thuật của mình. Đó. Ở dưới có hai cây đó. Này thấy hơi có mùi vỏ chỉ rồi đúng không? Thì ngày mai bắt đầu xịt đó. Hơi có mùi rồi nè. Dưới cây nó nằm ở trên kia nữa kìa. Rồi. Cây đó với lại bình kia nữa kìa. Nên cây làm mà nó với cây kinh cao nữa đó. Ừ đó là coi tao hai cây đó, cây nào mà nó vô nó không chịu là mình sẽ xử lý nó, còn cái nào được hết là không có sao hết trơn. Cây lá bự là Thủ Đức á. Cây đó là cây Thủ Đức. Cây này là lên hết nè. Cái đợt này đỡ hẩm mà lên nè cũng mới vô nè, cũng xì nè. Y giống mấy cây kia. Em biết gì nắng quá. Chịu không nổi. Mấy nay là hai bữa nay là hơi dịu lại rồi đó. Xong rồi bây giờ anh nói này nữa là nhiều khi xịt tự ái anh em nữa. Gốc này là gốc tứ quý miền Đông nè. Nó chậm hơn miền Tây. Nó chậm hơn 5 ngày. Nó rễ nó ít hơn á. Anh thay về anh thay thằng chung với cái thằng này với chỗ Bình Thiên đó. Mà chiếc chỗ Bình Thiên nó lên mà thằng này nó chậm hơn. Bữa nay nó mới xì. Cái miền Đông không biết là sao là nó cái da nó em thấy nó khác, cái như thứ hai là nó chậm hơn. Nó chậm hơn, nó chậm hơn một bước. Chứ để mình không biết cơ, mình nói trời ơi sao kỳ. Đúng mà mình vô mấy năm rồi. Cái giá tiền á, cái cây mai miền Đông á, nó sẽ rẻ 1/3 cái tiền một cây tố quý mà miền Tây. Thay vô miền Tây nó 30 nhưng miền Đông chừng 10 triệu thôi. Đó, ví dụ như ai có mua thì biết cái giá luôn, chứ để người ta nói
Trời ơi, nhà tôi cây bự không. Ừ. Cuối cùng giá không có bằng miền Tây đâu nha. Để nhiều khi mình nói lên em mốt rồi cái kè men vô rồi anh bị sợ cự tiếp. Đó, anh thấy là cây miền Tây cũng ta lên bụt cái là lên ào ào liền. Còn cái miền Đông bởi vì anh ngán là ngán vậy đó. Ngán miền Đông mà để anh hai phần tháng Giêng. Những người chơi đâu có biết. Bị hư. Đúng rồi. Này nè đó. Em thấy cây Hủ Đức vừa hổng nó lên về đó, bữa nay là nó lên đó. Cây đẹp rồi. Từ nay cái này là ok. Siêu bông ở Sài Gòn nè. Ừ. Rồi đó là một hồi ở đây rồi xong rồi là nè, anh có một mớ nè để anh sẵn quay cái clip này qua đây có bắn giống nè. Ừ. Đó thì như một hồi anh để trên tiêu đề đây anh có bắn giống luôn đó. Như... cây vài triệu, 3 triệu, 4 triệu cũng có đó. Ừ. Ở bên đây rồi nó nằm bên kia mấy cây nhỏ nhỏ đây nè. Rồi khúc đó bên kia luôn là nó xì ra nè, giống vậy nè. Rồi nó sẽ xì lên để mình sẽ bán. Khoảng trung bình nó tầm khoảng 20 mấy anh chị ha. Nè, qua đây anh trung bình khoảng từ 22 cho tới 25 hoành. Đây nè Hồng. Đó đúng là ý. Anh còn mấy chục cây không mấy đó, bữa nay nó lên nè. Chẳng đó đó hồi chút xíu em le đi xong đi rồi. Rồi bên đây nữa, anh sẽ sắp lên nay mai nữa rồi mình sẽ làm cái tiêu đề nữa cái mình lên để bán giống. Thấy không? Đến đây cũng làng kia cũng có mấy cây nữa kìa, cũng có giống nữa. Rồi bán giống mai nữa. 3-4 triệu cây anh chị. Dạ. Còn bo có bán cho anh. Thì một hồi đi một hồi làm clip bo đi là làm cây phôi với bán clip bo. Clip bo chung với cái này luôn đi. Hả? Chung với bo với chung với cái này luôn. Bo cái này thì mình phải xuống dưới kia. Đi vòng xuống luôn. Ừ. Đó chứ là mấy cây này là ok nè, nó giống như vậy là mà ví dụ như bán giống là mấy cây nhỏ nhỏ này nó lên tược nè. Nó lên về em mới bán được nè. Anh cũng có một mớ sơ bông Sài Gòn nè. Đây nè. Bao nhiêu cây tất cả anh? Từ 22 tới 30 hoành nha anh chị. Đó. Thì nó khoảng cỡ chừng nữa còn khoảng ba mấy cây à. Ba mấy cây. Đây nè, giống như mấy cây này nè. Tứ quý. Bữa hổm nó nhỏ xíu làm sao mà anh bán được bữa nay á, là lên nó lực gì nè. Còn được mấy cây giống vậy. Ừ. Đó là sơ bông Sài Gòn em thấy không? Đó xì đọt nè. Đó, cỡ này là không anh bán là 3 triệu nè. À. Đó, thì mốt tới vườn đi thì anh mới nói chuyện được đây nữa nè. Tại 1 mét cao 60. Đó, gốc này là gốc nó đẹp nó thế vậy vậy nè. Rồi dài 3 triệu, 4 triệu có. 5 triệu cũng đủ thứ nhưng mà người ta thích cái gốc nữa đó, thấy không? Bây giờ từ từ nó xì lên nó được một cơ, hai cơ đi rồi nó lên được có bo mà mới bán được. Ừ. Còn ví dụ ta muốn mua về chơi xong từ từ khoảng tháng nữa thì nó nhiều lắm. Ừ. Ừ. Đây nè, ví dụ như là mấy cây này nữa nè. Có tàn nè, em thấy không? Chứ ai cũng tỉa hay làm sao mà có bo được. Nhưng mà cái giống của với lại cái cây nhỏ anh là có như vậy. Ừ. Thấy không đó, đây nè, rồi bên kia nữa kìa. Cây này là bán giống như bán cây. Lên đường bán cây. Này là rồi, cây nó bự rồi đó. Người ta chơi nè, xong rồi nó về nó xì nè. Em thấy nó xì rồi. Ừ. Đó. 5-6 triệu, 6-7 triệu, ô nó đủ thứ cỡ, đủ giá tiền á. Cỡ này 5-7 triệu nha anh chị. Ừ, chứ đừng nói, ví dụ như cây mốt nó lên thì có mấy triệu một cây rồi, sau lên không có là lúc đó kỳ, đúng không? Ừ. Đó, thì đi xuống đây rồi, xuống đây là sẵn, xuống đây là có bán giống bò, không? Bán bò. Mấy cây này là mấy mốt cũng bán à, nhưng mà đang còn non ha anh chị. Đó, đang xuống bồn cho nó mạnh. Đang khi nào là già lá xuống bồn á là lễ cho nó già đi cái cơ đọt. Cái giống nó còn mấy cây trên chậu là còn nè. Nè nó cũng siêu gòn đó, thấy không? Cái này đẹp quá nè anh Phương. Ừ. Thì mấy cây này nó làm lại là ok, không là anh làm phan lẩu dưới trước rồi. Ừ. Tại vì để ý nữa sau này mua chậu về ai có để ý sẵn anh chị luôn rồi chứ không có gì hết. Hết chuyện cái chậu rồi nó mo trên giữa này lên rồi giống như bàn tay nó mo lên. Nó mu giống gì nè, hỏi em bây giờ nó kinh đây rồi nước chảy đâu. Ừ. Nó phải chung ra cái ghìa. Ừ. Cái ghìa thì mình tưới nước thuốc đó, nó ở sau này nó giống như nó chư là cái bù diệu dưới đó. Ừ. Nó ôi với đó, mình phải làm ngay dưới đó là mình phải làm xuống cái bẹn như này nè. Ừ. Mình phải phan thêm là nó gót hết nước xuống. Ừ. Đó, anh bị đó, anh bị rồi xong anh tức anh nhổ đầu lên cây này anh hỏi hồi rồi. Bắt đầu hai cây này bữa hổm mới làm lên y như vậy luôn. Ừ. Nó không có gót xuống bẹn. Nó không có xuống cái ghìa. Đó.
làm lên cái dìa lên nó mới được. Bởi cái làm mai này nó sơ sẩy cái nào cái ba cái nước nó không khót nước rồi là nó sẽ yếu. Đó em thấy mấy cây này là đã ok ok hết. Không mà anh đâu có dọn ra được, bữa nay anh mới soạn ra được. Soạn từ từ. Cái bà công chuyện nó quá nhiều đi. Rồi lớp làm cái này làm cái kia. Mình là lo nhất là anh lo nhất là bởi gì không? Là cái tháng này là phải làm nó hoàn tất để ba cây mai là tỉa. Chứ không có tỉa là không được. Nó chảy á. Nè như cái này đó em thấy bữa hổm là mới lú à. Thì cái này hôm bữa anh nói nè. Em nói sao anh làm trễ nó mới lú. Bữa nay là có như đó. Của người ta là cả gan á. Nhưng mà của anh chút xíu thôi. Em thấy không, nó ra đều chừng đó, đó su bông. Chỉ cây này không có, em có quay nó thường. Đó rồi mấy cây kia là dục. Này nè, ở trong nước ngoài nè. Nè, em thấy nè. Mới lú nè, thấy chưa? Thấy chưa? Đó là từ từ đi rồi xong rồi vài bữa nè nó đang lú nè. Em thấy không? Mới xì á. Mới xì á. Tại vì cái này bữa em vô là mới làm cho mấy người kia. Đó, hàng này cũng vậy nè. Nè thấy không, lú nè. Bởi anh làm lúc nào anh cũng canh, năm nào cũng gần cuối tháng 2 đầu tháng 3 mới xong không. Còn mấy cái nào nó đi trước á thì tính sao. Chứ anh là lúc nào cũng đi trễ hết trơn á. Đó, em thấy đó, cứ dài như vậy là anh cứ làm. Có cái đi trưa sớm có, đi trễ có. Mình đi đây vòng xuống đây là cái ghìa với giống ở đây nè. Dạ. Mình đi qua cái giống ở đây hồi chút xíu nữa là mình sẽ lên cây đó về dưới mấy cây phôi mới dài nữa rồi qua bên Úc ghép nữa, clip bên kia. Làm clip kia nữa rồi xong. Nè, cây này bữa hổm. Nè, em thấy không? Cây này bữa anh nói là năm nay là cái bánh tre nó đi trễ, đi chậm lắm. Nè, bữa nay nó xì nó lên nè. Bữa hổm thì nó... Nay nó xì không? Nhìn là biết kiểu quân Úc rồi. Đổ chị. Đổ đó. Thấy không? Cứ giật lại đó. Bữa nay mấy này nó cũng xì đó, em thấy không? Mấy này xì mạnh rồi. Mấy cây này chị. Hai cây mai vàng hổm anh nói nó ba cây đó, ba cây hai mai vàng đó, cây tú quý nè. Ở đây chắc trọng đó, ảnh đang phơi đây nè. Nè đó phơi đó nè, anh cũng mới bơm về đó xong rồi chắc nay mai nữa anh đi công chuyện anh về nữa rồi anh sẽ mua xô dừa tiếp, cái dừa gần hết rồi đó. Thấy không, bữa hôm em vô là đóng cho đâu có, bữa nay em thấy đóng cho rồi đó nè, đóng cho đóng gom rồi đóng phân gom nè, phân cũ nè. Con xài đóng này nữa rồi gần hết đó. Cháu ung nè, gần hết cái đóng này thì biết rồi đó, xong rồi để qua tầng đi, qua tầng đi mình. Thì qua tầng đi hết đi, mình dọn cái đó đi, mình đem mai ra nữa thì có xài hết nữa, mình vô rồi mình xài trong đây luôn. Chứ mình không có đem qua đó nữa. Xài gần hết rồi còn bao chứ. Đó là em thấy là băng cho gom rồi chấu. Thì nói chung là anh có gì hết. Nè, cái cây này bữa hổm là không có khai phân nè. Em thấy là để trong mát rồi lá nó xanh ha. Nè. Đó. Chiều nay ha, này kia nó làm cái đám này nữa là anh sẽ một là mở lưới, hai là anh đem ra ngoài kia đó. Lá bắt đầu xanh là bắt đầu mở lưới á. Nhưng mà phải làm cái mát. Hồi sáng thì tưởng đâu mưa. Anh me tính đó, mưa đó là anh sẽ dạt ra. Đó, nè, em thấy là lá nó như vậy đi. Nó mấy nay có phải chỗ đem, mưa rồi đó. Đem ra ngoài có nắng nên nó quang hợp. Chứ nếu mà em để trong mát giết thì mai mốt cái lá ngoài giống như người bệnh vậy đó. Đó, ra nắng cái nó cháy á. Không bao giờ cháy, anh ra không bao giờ cháy. Anh bao hàng mà. Tại anh xịt trưa sáng trưa chiều, anh lúc nào anh cũng xịt với ông Dũng, xịt gì đó. Để một hồi thì anh sẽ làm cái clip đó. Giờ qua đây anh ấy coi là mấy cái gì, cái bo giống này kia của anh. Nè, em thấy là nguyên cái đám này bữa hổm mà là lên là mới vô nè. Đó là giờ nó phúng hết trơn nè, em thấy không? Thì nói chung ai có theo dõi anh coi đó nè, siêu bông Sài Gòn anh cái bông nè. Đó, dài thấy bông kìa. Thấy chưa? Đó, chà bá nó vậy đó. Đó, mấy cây đó hồng. Ở đây sao là... Sao vô được. Thì đứng ở xa quay thôi chứ kệ. Đâu có đường vô phía sau đó đâu. Rồi giờ chưa dọn dẹp mà.
này cái bông nè. Ừ. Đó là hòn đó. Bông bự anh chị. Bông đó tầm khoảng 7 xăng á. Ừ. Đây đó nè, em thấy nè, đó nè, nguyên cái đám này đó. Ai vô cũng mắc cười hết trơn, tự nhiên không làm gì kỳ. Nè, đó nè. Cây này bữa anh quay lên là vô xong em nói mới phúng phúng nè, nay xì nè không. Xì như vậy là ok nè. Ừ. Đây nè, cái này cũng vậy, vậy nguyên đám này luôn. Ừ. Đó là nó là bung hết. Rồi đợt này là vừa quay Phương Bình là đẹp lắm anh chị. Hả? Nói chung này anh cũng đi học hỏi từ hồi mà kinh nghiệm rồi cũng mấy người lớn nữa, rồi người nhỏ nữa, ai chỉ gì anh học cái đó hay là anh học à? Đó, anh làm em thấy không, bữa nay nó xì nè không? Ừ. Y như vậy giống nhảy nó vắng thai chứ dễ nhiều khi nó vô tới. Phương tôi làm cái gì nó giấu hay gì ai biết đó. Mấy cây dưới nước này là chưa có xị nè. Đây nè, dục trên bờ biển. À. Dục ở trên bờ biển đó. Ừ. Gom xuống nè. Bữa nay em dọn bờ biển có sạch bách rồi kìa. À. Chứ là công chuyện đâu. Bây giờ làm xuống đây, ví dụ ít người. Ừ. Gom lại cho mấy đàn bà nữa, phụ cũng làm được nữa. Ừ. Còn đông đông đứa thì ngày mai 3-4 đứa đi về quê hết trơn. Ừ. Thì quay qua làm chuyện nhỏ. Quá trời quay luôn anh chị. Nè, đó nè, cứ làm dục nó lên làm em đó, giờ nè. Cái hàng này cũng làm này nó mới phúng nè, hàng này nữa nè. Ừ. Đó này là mới làm qua nè, còn này đó là mấy bữa đó nó cũng lên nè. Ui tầm lum hết trơn. Thì nè, nửa sau mà anh bán giống dàn giống siêu bông anh đó. Nè. Bữa nay có giống này nè không? Đó, anh chị. Ừ. Thì nói chung á, sẵn anh nói giá luôn, bán ít á, thì anh bán 20.000 một bo, một từ 100 bo thì anh bán 15.000 một bo. À. Còn ví dụ bán từ 200-300 bo trở lên á, thì anh sẽ bớt xuống lấy 10.000. À. Đó. Vậy coi như anh bán từ 10.000 cho tới 20.000. Từ 10.000 tới 20.000, rồi 30.000 tới 50.000 nữa. Ừ. Là 30.000 là những cây nào trong kia mốt chọn lựa là à, anh sẽ bán 30, còn 50.000 là mấy cái bồn là hàng loại 1. Hàng VIP á, à, 50.000. Đó. À, từ 10.000 tới 50.000 nha. Còn cái này là 20.000 nè. Ừ. Đó mấy cái này nè. Còn mấy cái cây mà giống hôm nãy em vừa quay qua đó. Ừ. Đó y như vậy nè, là anh sẽ bán lên từ 10.000 tới 15.000. Đây để quay cho anh chị xem bo. Ừ. 20.000 nha. Đó. Thì hôm qua hôm kia thì cũng có mấy người mà xa quá anh không biết ship làm sao. Mà nó xì lẹ quá em thấy không? Ừ. Hôm bữa em lên nó đâu có xì. Ừ. Đó bây giờ nó xì lên thì nửa sau này tao có tính cái đọt này, đó những cửa này nè, biết bao nhiêu. Nhưng mà anh phải bán lại đây, anh mới bán. Ừ. Còn mà gửi xa đó thì uy tín, gọi Zalo như thế nào sao đây anh mới bán. Ừ. Đó em thấy bữa nay nó xì lên, em thấy nó sẽ mạnh nó như vậy. Ừ. Về ghép nó bảo đảm hơn. Đó. À, đây đây nè, mà anh cũng đâu còn nhiều đâu, chừng chục cây này thôi. Đó, rồi xong rồi đó mai vàng, đây nè, xuống đây cũng có mai vàng thì anh bán mai vàng nữa. Cũng có mấy cây mai vàng đó em thấy nó xì lẹ quá. Nó phải mình phải bo mà phải sung mơn mẩn như vậy á, đi về á mình phải ghép là nó mới ok. Ừ. Chứ mà là cây mai mà nó giống như nó đứng lên mà nó cùi nó không có xì cái đọt á. Ừ. Cây mai nó yếu lắm, nó yếu. Rồi giá vậy anh chị. Ừ. Thấy được không, mình cho cái comment bình luận đi. À. Nhiều thì mình sẽ bán 50k. Đúng. Nè, ở đây anh còn cây đây cây mai vàng nè. Bỏ cây mai vàng ha. Bỏ cây mai vàng, mấy cây lại đằng kia nữa anh chưa gom, nắng quá. Cây này anh xuống đất luôn, còn mấy cây kia nằm trên bồn. Đó, anh ra xuống đất nè, em thấy nè. Ừ. Nè, lá nó là gì nè. Cây này nhiêu anh? Thì nói chung thì từ 10.000 tới 20.000 thì à, mình đã nói là giống như là mấy cây mai người ta dùng, người ta mua bo nhiều. Ừ. Thì mình sẽ chỉ những cây này. À, đó, nó lợi vừa ghép đắt hay như thế nào sao. Còn mấy cây nào dù tiền nhiều, tiền VIP nữa thì người ta mua bo mắc một chút. Nhưng mà ta ghép ít lại vô những cây VIP. Đẹp ha. Ừ, cái lá của mình là sẽ ok hết. Ừ. Thì nói chung số lượng người ta nhiều, nó ghép đắt thì hay như thế nào thì lại mình bán nó sẽ rẻ lợi. Những cây này chắc cũng được. Ừ. Cỡ 2.000 bo à. Thì nói chung á là mình bán càng nhiều thì mình càng bớt người ta. Ừ. Nhiều khi ta mua lẻ rồi mình... Rồi vụ ship này kia nữa thì dụng như
nữa sau này có alo nữa lấy số Út ha, lấy tự anh nữa, tại vì anh làm hai ba trụ này trụ kia nữa rồi điện thoại anh cũng ngại, không có gì anh sẽ cho mấy người lính điện đó, xong rồi đó là bán đó. Bữa nay lên hết anh em, lên sạch hết. Ờ, giá vậy thấy cũng dễ chơi rồi đó anh chị ơi. Thì nhiều khi người ta nói sao có mấy giống VIP không bán, thì mình phải nói cái giá như vậy để cho người nào cũng vui hòa vui quý nhau. Ở cái phôi là anh nói phôi mới về là sao? Phôi mới về thì thôi giờ cái clip này là mình xong đi, mình làm cái phôi mới về với lại sắp ba cái mai với lại Út đang ghép Bình Lợi cái nữa. Ở lại đây mình chụp này mấy cái giống này cái nữa rồi mình sẽ kết thúc clip này. Nè thấy không? Đó. Rồi, bây giờ tổng kết lại cho chị xem hôm nay là cái chương trình là anh em mình xem vườn mai Phương Bình thay chậu và giao lưu bò ha. Đó là bò này. Cây giống nha chị. Cây giống là khoảng 3-4 triệu, 5-6 triệu quá chị ha. Thì nói chung là cỡ nào mình cũng có. Bò từ 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000 đó. Đó, em thấy là nó cứ bo là nó lên phơi phới. Rồi cho số bà con đi. Số điện thoại tôi thì 093 779 2599, vườn mai Phương Bình. Đó, đường 38, khu phố 8, Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Rồi. Đó, rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trên kênh Chợ Sài Gòn trong những clip tiếp theo nha.